Kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media. Bản tin ngày 26 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sinh viên đại học có thể học online vào mùa đông. Thế giới vừa thoát khỏi thảm họa hạt nhân trong gang tấc khi Ukraine cáo buộc các đợt pháo kích của Nga đã khiến lò phản ứng của nhà máy hạt nhân này bị mất điện. Việt Nam yêu cầu tổ chức khí tượng thế giới bỏ bản đồ có đường chín đoạn. Kể từ hôm qua ngày 25 tháng 8, ở Cheske Bujejovice đã bắt đầu năm thứ 48 của sự kiện Zemne Jivitelka. Đây là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất dành cho tất cả các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp của Séc và Slovakia. Tại đây đã tổ chức các chương trình văn hóa, chương trình chuyên môn và các cuộc thi. Sự kiện Zemlya Zhivitalka năm thứ 48 bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Tại đây sẽ trình bày nhiều lĩnh vực nông nghiệp khác nhau như ngành công nghệ nông nghiệp, nuôi ong, đánh cá, nông nghiệp thực phẩm hoặc chăn nuôi gia súc từ ngày xưa cho đến nay. Sự kiện tổ chức với các chương trình văn hóa và chuyên môn đa dạng. Tại các nơi của sự kiện, người tham gia có thể tham quan động vật chăn nuôi nông nghiệp, các loại máy móc nông nghiệp lịch sử, các chương trình triển lãm và xem các hoạt động trình diễn như cắt lông cừu, cưỡi ngựa Đồng thời, du khách cũng có thể xem những thực phẩm chất lượng của Séc, thậm chí còn được nếm thử và mua với giá ưu đãi. Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng có thể tham gia sự kiện và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí này. Giá vé vào đối với người lớn dưới 65 tuổi là 200 korun, trẻ em dưới 6 tuổi được vào miễn phí. Trẻ em trên 7 tuổi, học sinh và người già có giá vé là 120 korun và giá vé gia đình là 400 korun. Nếu mua vé vào online sẽ được giảm giá hơn nữa. Sự kiện Zemnyazivitevka là sự kiện lớn nhất được Trung tâm triển lãm Budevice tổ chức. Năm ngoái đã có khoảng 95.500 người đã tham gia. Ngày 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Séc đã ký hợp đồng mua 209 xe ô tô tải của công ty Tatra với trị giá 1,9 tỷ korun. Trong những ngày tới, Bộ cũng có kế hoạch ký thêm hợp đồng khác mua 80 xe tải hạng nặng với Tatra Trucks trị giá 1,2 tỷ korun. Theo Bộ Quốc phòng, những chiếc xe mới sẽ giúp đảm bảo khả năng vận chuyển quan trọng cho nhu cầu hỗ trợ hậu cần của quân đội Z, đồng thời thay thế cho hàng trăm chiếc xe đã cũ. Năm học mới sắp đến gần, nhiều bậc phụ huynh đã và đang chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết cho con. Tuy nhiên năm nay các bậc phụ huynh sẽ phải chi tiêu nhiều hơn cho việc chuẩn bị này, một số đồ dùng học tập đã tăng giá hơn 10%, không chỉ vậy, chi phí ở tại các nhà ăn của trường cũng đã tăng lên do giá cả tăng cao, phụ huynh có thể nộp đơn xin trợ cấp xã hội để giảm bớt một phần chi tiêu. Theo như phân tích của công ty Cheska Distribuční, năm nay các bậc phụ huynh tại Cộng hòa Séc sẽ phải dành thêm khoảng 2.400 korun để mua các đồ dùng học tập cơ bản cho trẻ em chuẩn bị vào lớp 1, tăng khoảng 280 korun so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do rất đơn giản là do lạm phát tăng cao. Theo như thống kê cho thấy, một hộp đựng bút tăng khoảng 10% so với năm ngoái, bút màu và bút mực cũng đã tăng giá ở mức tương tự. Không chỉ vậy, vào năm học mới, giá bữa trưa tại các trường học cũng sẽ tăng lên. Do giá năng lượng và thực phẩm tăng, các nhà ăn của trường học không thể duy trì mức giá cũ. Giá của một bữa trưa trung bình sẽ tăng khoảng 3 korun. Trong khoảng thời gian 2 tháng, các nhà ăn sẽ xem xét sự phát triển của giá nguyên liệu và quyết định có tăng thêm giá một lần nữa hay không. Do giá cả tăng cao, Chính phủ đã cung cấp khoản trợ cấp 5.000 korun đối với mỗi trẻ em để giúp đỡ cho các hộ gia đình. Tính đến sáng ngày hôm qua, có 16.000 người đã nhận được tiền trong tài khoản. Những người phải nộp đơn sẽ nhận được tiền ở trong tài khoản trong vòng 2 tuần kể từ khi đã nộp đơn. Ngoài trợ cấp 5.000 coron, nhà nước cũng trợ giúp chi phí cho việc tham gia các câu lạc bộ hay đồ dùng học tập thông qua trợ cấp bất thường. Người xin trợ cấp này có thể nộp đơn điện tử hoặc đến các sở lao động nộp trực tiếp. Vào mùa đông năm nay, sinh viên đại học có khả năng sẽ phải học trực tuyến trở lại như vào thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nguyên nhân không có gì đáng ngạc nhiên là do giá năng lượng tăng cao chi phí có thể tăng lên gấp nhiều lần các trường đại học đang xem xét và thảo luận với chính phủ về khả năng nhận hỗ trợ từ nhà nước để có thể vượt qua được mùa đông này trong hè năm 2020 và suốt năm học 2020 đến 2021, sinh viên đại học đã phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, năm học 2022-2023, sinh viên có khả năng sẽ phải dành một phần thời gian trong năm học này học qua màn hình máy tính thay vì học trực tiếp theo như chủ tịch hội đồng của các trường đại học xét cho biết, việc học trực tuyến sẽ được xem xét và điều chỉnh để học trong mùa đông năm nay. Việc học tập trực tiếp tại trường sẽ trở lại vào mùa hè và học kỳ này sẽ không kết thúc vào tháng 6 mà sẽ kéo dài đến tháng 7. Lý do của ý tưởng học trực tuyến là do cuộc khủng hoảng năng lượng. Theo như dự kiến nếu áp dụng cách này, các trường học sẽ có thể tiết kiệm tới 10% chi phí năng lượng. Tuy nhiên, đề xuất này có được thực sự áp dụng hay không vẫn còn đang ở trong thời gian xem xét. Năm nay, tại Séc đã ghi nhận số người tử vong trên xa lộ cao hơn do tai nạn giao thông đáng kể so với năm ngoái. Kể từ đầu tháng 1, đã có 22 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương trong tổng số khoảng 2.500 vụ tai nạn. Trên nhiều đoạn đường xa lộ có lan can đã cũ, không đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành. Theo ước tính, việc thay thế những lan can này sẽ mất khoảng 5 năm nữa, nhưng trợ cấp cho các dự án lại đang giảm dần. Do đó, chính phủ đang xem xét cho phép các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào các dự án. Một trong những vụ tai nạn thương tâm nhất trong năm nay xảy ra vào ngày mùng 3 tháng 8 trên đường xa lộ D5 theo hướng từ Rosvadova. Trong vụ tai nạn, một chiếc xe tải camion đã đâm vào lan can, đi sang làn đường ngược chiều và đâm vào chiếc xe của gia đình 4 người đi du lịch. Trong bốn thành viên chỉ có một người mẹ là sống sót. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra tai nạn và chờ báo cáo về tình trạng của đường cũng như những chiếc xe ở trong vụ tai nạn. Trong đoạn đường xảy ra vụ tai nạn này, lan can có từ năm 1997, tức là đã được sử dụng 25 năm. Các công nhân làm đường vẫn đang liên tục thay đổi những lan can cũ bằng những loại mới đạt tiêu chuẩn hiện hành. Theo như ước tính, việc thay đổi toàn bộ lan can cũ trên đường xa lộ của Séc sẽ mất thêm 5 năm nữa. Trước tình hình này, chính phủ đang xem xét sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân để hoàn thành các dự án theo như bộ trưởng giao thông họ sẽ thay đổi những lan căn cũ nhưng đồng thời họ kêu gọi những người tài xế nên cẩn thận hơn trong việc lái xe bởi vì không có cơ sở hạ tầng nào có thể ngăn cản được tất cả các vụ tai nạn thiếu trong mỗi bữa thịt nướng mùa hè đó chính là những chai gia vị đến từ thương hiệu Spark. Ketchup, mayonnaise, horchata hay gia vị nướng Spark có hết. Đặc biệt trong tháng 8 này, cứ khi mua sản phẩm bất kỳ từ Spark với giá trị tối thiểu 99 kron trên một hóa đơn, có ngay cơ hội chúng hai tai nghe AirPods hoặc một tai nghe AirPods Pro. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda com spark Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Thế giới đã tránh được thảm họa trong gang tấc khi tuyến đường điện cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine đã được khôi phục sau vài giờ sau khi bị ngắt điện. Ukraine đã cáo buộc đợt pháo kích hôm 25 tháng 8 của quân đội Nga đã gây ra hỏa hoạn tại các hố cho thuộc nhà máy nhiệt điện gần Zaporizhia, khiến lò phản ứng của nhà máy hạt nhân này bị mất điện. Công ty năng lượng hạt nhân Ukraine ngày 25 tháng 8 đã thông báo, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia đã bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà máy sự việc này xảy ra. Điện được dùng để làm mát và đảm bảo an toàn của hệ thống. Ông Zelensky cho biết nếu các nhân viên không phản ứng kịp thời sau khi mất điện, có lẽ thế giới lúc này đang phải giải quyết hậu quả của sự cố phóng xạ. Chính Nga đã đẩy Ukraine và tất cả người dân châu Âu vào tình thế chỉ còn cách thảm họa phóng xạ một bước chân. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các quan chức của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cần được tiếp cận nhà máy Zaporizhia trong vài ngày tới, trước khi tình hình nghiêm trọng đến mức không thể quay lại. Hiện các cuộc đàm phán đang được tiến hành để các quan chức IAEA đến thăm nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Các chuyên gia hạt nhân đã cảnh báo về nguy cơ thiệt hại với các bể chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, cũng như các lò phản ứng của nhà máy Zaporizhia. Khi không có điện để làm mát các bể chứa, có thể dẫn tới vụ nóng chảy hạt nhân thảm khốc. Chính phủ Mỹ hôm 25 tháng 8 đã thông báo hủy 26 chuyến bay của 4 hãng hàng không Trung Quốc nhằm đáp trả động thái tương tự trước đó khi Bắc Kinh đã hủy 26 chuyến bay gần đây của hãng hàng không Hoa Kỳ. Lệnh đình chỉ sẽ được áp dụng với 26 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc, bao gồm Xiamen Air, Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines từ ngày 5 tháng 9 tới ngày 28 tháng 9. Những chuyến bay này gồm 19 chuyến từ Los Angeles và 7 chuyến từ New York. Đây được xem là động thái đáp trả quyết định tương tự trước đó từ giới chức Trung Quốc. Bộ Giao thông Mỹ đã nêu lại việc Bắc Kinh đã hủy 26 chuyến bay gần đây của các hãng hàng không American Airlines, Delta Airlines và United Airlines với lý do ảnh hưởng từ các hạn chế chống dịch COVID-19 phía Mỹ đã nhiều lần phản đối chính sách này với Trung Quốc, gọi đây là quy tắc đặt ra trách nhiệm quá mức với các hãng hàng không. Phản ứng lại với vụ việc, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ gọi động thái của giới chức Mỹ là rất vô trách nhiệm và vô căn cứ. Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định các biện pháp đình chỉ vì COVID-19 của nước này là công bằng và minh bạch, được áp dụng cho tất cả các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài phù hợp với các thỏa thuận di chuyển hàng không. là bang đi đầu xóa bỏ nhiên liệu hóa thạch tại Mỹ, chính quyền bang California đã công bố kế hoạch nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon gây ô nhiễm môi trường, mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ ô tô mới bán ra sẽ không phát thải nếu được Ban Tài nguyên Không khí California thông qua, đây sẽ trở thành kim chỉ nam cho nỗ lực giảm khí thải của tất cả các bang, bởi California hiện đang là thị trường tiêu thụ xe ô tô lớn nhất của nước Mỹ với hơn 40 triệu người tiêu dùng. Lộ trình cụ thể là bang California sẽ tăng 1 phần 3 số lượng xe mới bán ra không phát thải vào năm 2026 và tăng 2 phần 3 vào năm 2030. Một thành viên của ban tài nguyên không khí California cho biết, đây là kế sách có tầm quan trọng không chỉ với California mà còn cả với nước Mỹ và cả thế giới. Trong vài năm gần đây, nhiều nước và khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, chú ý đến vấn đề ô tô gây ô nhiễm. Liên minh châu Âu muốn ngừng bán hoàn toàn ô tô vận hành bằng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2035. Các nhà khoa học nhấn mạnh, giảm thiểu phát thải khí từ nhiên liệu hóa thạch là yếu tố quyết định để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Bạn muốn thử sức làm việc tại một môi trường tiêu chuẩn châu Âu hay đến với trung tâm phân phối Tamnas vice Praha? Đừng ngần ngại tham gia ứng tuyển các vị trí nhân viên lái xe, phù hợp với người có kinh nghiệm giao hàng tại Cộng hòa Séc, có bằng lái xe B và C. Công ty sẽ hỗ trợ đào tạo nâng bằng B lên C và có chứng chỉ chuyên nghiệp. Bạn thích làm việc văn phòng và giao tiếp là một lợi thế. Hãy thử sức với vị trí nhân viên trực tổng đài. Bà là người em hiểu về hàng thực phẩm, có lợi thế về tiếng Việt và tiếng Séc, hãy ứng tuyển ngay vào vị trí nhân viên thị trường. Một môi trường làm việc an toàn, luôn đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động. Hãy nhanh tay nộp đơn tại trang web tamda.eu về chéo tiền dụng hoặc liên hệ trực tiếp qua số 773 613 658. Tamda Express không ngừng vươn xa. Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn liên tục kéo dài trong đêm 25 đến dạng sáng ngày 26 tháng 8, khiến hàng loạt khu vực trũng tại thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh đã bị ngập úng nghiêm trọng không ít cây xanh gãy đổ. Tại Hải Phòng, mưa lớn kéo dài từ khoảng 20 giờ tối qua đã gây ngập úng tại nhiều tuyến đường như Tô Hiệu, Nguyễn Bình, Lê Lợi. Có nơi nước ngập gần nửa mét, tràn cả vào nhà dân. Nhiều tuyến phố và khu dân cư tại trung tâm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng đã bị ngập úng sâu, khiến một số gia đình tại khu bãi muối thành phố Hạ Long nước tràn vào ngập ngang người. Trong đêm, người dân đã phải vất vả để di chuyển những vật dụng như điện tử, điện lạnh lên khu vực cao hơn để tránh hư hỏng. Sau khi trang Facebook của Tổ chức Khí tượng Thế giới ngày 23 tháng 8 đăng bản đồ về đợt nắng nóng tại Trung Quốc, trong đó sử dụng bản đồ có yêu sách đường chín đoạn phi lý trên biển Đông, Việt Nam yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới tôn trọng chủ quyền trên biển Đông, gỡ bỏ nội dung không phù hợp như đường chín đoạn. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam cho rằng mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá và đăng tải những nội dung, hình ảnh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông đã được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là vô giá trị. Bà Hằng cho biết, đại diện thường trực phái đoàn của Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã trao đổi với đại diện của Tổ chức Khí tượng Thế giới về việc này. Đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra đòi yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Trung Quốc cũng bồi đắp phi pháp bầy đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, biến chúng thành đảo nhân tạo và quân sự hóa thành tiền đồn trên biển. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế ngày 22 tháng 8 về quản lý, xét duyệt cho công chức, viên chức, các văn nghệ sĩ đi nước ngoài, theo đó yêu cầu nghệ sĩ của đơn vị trực thuộc phải giữ gìn hình ảnh quốc gia khi đi ra nước ngoài. Quy chế quy định các nghệ sĩ khi đi ra nước ngoài cần chấp hành luật pháp Việt Nam và luật pháp của các quốc gia, gìn giữ hình ảnh quốc gia, dân tộc, báo cáo cho các lãnh đạo trường hợp ở quá thời gian xin phép nếu gia hạn ở nước ngoài vì việc riêng nghệ sĩ phải làm đơn trình bày lý do trong trường hợp buộc phải ở lại do yếu tố khách quan cần báo cho các lãnh đạo qua hộp thư điện tử công vụ tin nhắn điện thoại hoặc các phương tiện hình ảnh hình thức liên lạc khác và nộp đơn ngay sau đó việc cho phép phải thể hiện bằng quyết định hành chính thay vì qua trao đổi riêng sở cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc quản lý chặt chẽ việc nghệ sĩ đi nước ngoài để kịp thời xem xét kỷ luật trường hợp vi phạm Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.